các bạn đến với kênh review của xe điện Spy, thì trên tay mình đây là một trong 3 chiếc xe sớm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, và đến thời điểm hiện tại thì mình là người đã được trải nghiệm các em nó. Các bạn có thể thấy được ở đây là phần bánh trước 16 inch và bánh sau 16 inch với cái thắng là ABS của đến từ Continental. Có một cái điểm mình rất là thích trên con xe này đó chính là phục Showa, đằng sau là một cái động cơ, cái mid motor 4000W. Cái con xe này thì cái trọng lượng của nó là 146 kg. Phần đầu ở đây nó được làm theo cái dạng bi cầu 2 tầng, và ở đây nó có cái giải điện đây nhìn trông rất là bắt mắt các bạn ha. Đây là cái signal mình sẽ bật cho các bạn xem ngay bây giờ. Các bạn có thể thấy nè, ở đây là nó đổ một cái tem chữ Theon, và ở đây là cái chỗ gác chân của nó. Cái lại gác chân khá là cứng cáp. Cái phần bánh sau thì nó sẽ được trang bị thêm một thắng đĩa nữa, tổng cộng là 2 thắng đĩa. Cái phần đèn đuôi phía sau nó đẹp hơn cái sức tưởng tượng của mình với cái lô vin thấp nổi bật ở đây. Chiều cao tổng thể thì con xe này là 780mm, nó sẽ thấp hơn SH một chút xíu, nhưng cái cảm giác ngồi nó nhìn rất là tôn dáng nha các bạn. Trên cái con xe này thì không sử dụng chìa khóa cơ mà sử dụng hoàn toàn là chìa khóa điện tử, kể cả khi các bạn mở yên. Với cái chiều cao 780mm thì mình tin rằng một người sử cao hơn 1m6 là có thể ngồi thoải mái. Cái con xe này nó sử dụng là yên 2 tầng với hai chất liệu da khác nhau. Với hai chất liệu da như vậy thì khi mà cái người ngồi sau sẽ cao hơn người trước khá là nhiều. Cái phần tay nắm đây được trang bị là một cái màu sơn tĩnh điện là sơn đen. Chúng ta có thể cầm nắm và dắt nó rất là dễ dàng. Tuy trọng lượng 146 kg nhưng khi mà chúng ta dựng chống đứng lên thì nó vô cùng thoải mái các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Rất là thoải mái các bạn ha, rất là thoải mái. Và mình sẽ cho các bạn xem nghe cái tiếng rít của con xe này. Với cái mặt đồng hồ này chúng ta có những cái hiệu thông số cơ bản nè, trip nè các bạn thấy không, thời gian là bây giờ là 10 giờ tối rồi ha. Và đây là odo các bạn, ở đây là hai viên pin song song với cùng cái phần trăm pin không chênh lệch quá nhiều các bạn, đang để ở chế độ sport. Và những cái nút ví dụ như là đèn code nè, đèn pha nè, chế độ bật đèn nè, tắt đèn ha bạn thấy không, và xi nhan nè, tất cả những thông số rất là đơn giản và trực quan, nó sẽ hiển thị trên một đồng hồ này. Và đây mình đánh giá đây là một cái mặt đồng hồ khá là đẹp các bạn, khá là đẹp với những cái thông số rất là dễ nhìn, và thậm chí các bạn có thể xem ngay cả khi mà trời sáng, bởi vì cái đồng hồ này là nó có thể tăng chỉnh độ sáng tự động các bạn. Với tất cả những gì mình vừa chia sẻ với các bạn, với bạn nghĩ sao về con Theon này với giá là 73 triệu đồng? Và mình nghĩ thật ra nếu như mà VinFast họ bán ngay bây giờ trước Tết luôn, mình sẽ giúp ngay một em luôn các bạn. Và đó là trải nghiệm của mình về con xe này. Đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ mình và đội nhóm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Cảm ơn.